Đây là hai đội đây là hai thanh niên trẻ của BC Vancouver đấy các bạn ạ. Đây là hai 2.500 điểm. Hai thằng này nó là 2.500 điểm. Cái seating ấy là cái chỗ đứng của chúng nó bây giờ ấy là cái level ấy, tức là chúng nó đứng ở cái chỗ là 2.500 điểm. Cho đến 2.600 điểm. Đấy, ok, thế là xong rồi.